cái thá gì mà dám lên mặt với mẹ con tôi hả? Mẹ với cả em Cường đi đường có mệt lắm không ạ? Cường, sao em ăn uống mất vệ sinh đấy? Ăn như thế này thì ai ăn được nữa? Cường, con ấy cứ ăn thoải mái đi. Ai mà không chịu được ấy thì thôi đừng ăn nữa. Thắng, con xem này, mẹ với em ở quê lên chơi mà vợ con ấy cho một cái mâm cơm lanh tanh bành ra như thế này, có khác gì là đuổi mẹ với em về quê không? Em, sao mẹ lên mà cơm nước kiểu gì thế này? Không phải đâu anh, đó là tại Cường em ấy. Ôi, không nói nữa. Em vào nhà chuẩn bị mâm cơm khác đi. Nhanh lên. Tháng này, tháng sau ấy là em Cường nó vào học nghề rồi, cho nên là con bố trí cho em nó một cái phòng riêng ở căn hộ của con nhá, để cho em nó còn đi học. Con xin lỗi, nhưng mà con không đồng ý đâu ạ. Căn hộ này của bọn con cũng chẳng rộng rãi gì, với cả vợ chồng con cũng cần không gian riêng tư. Mà hơn nữa là con không chịu được tính cách và lối sống của em Cường đâu ạ. Này, cô là cái thá gì mà dám lên mặt với mẹ con tôi hả? Lối sống của con trai tôi thì làm sao? À, mẹ à, hè năm ngoái đợt vợ chồng con đi du lịch, có nhờ em Cường qua trông hộ nhà. Đến lúc bọn con đi về thì... Riêng cho thằng Tùng tuổi con ngang con luôn nhé. Nhân lúc vợ chồng con đi vắng thì em Cường rủ hết bạn bè ở dưới quê lên đập phá nhậu nhẹt mất mấy ngày mấy đêm. Vợ chồng con phải e cổ ra dọn mất mấy ngày đấy ạ. Mà còn bị ban quản lý phạt nữa đấy ạ. Con thấy là em Cường nhà mình còn trẻ người non dạ, ở với vợ chồng con thì dễ gây mâu thuẫn lắm. Xa thơm gần thối mà mẹ. Nên con nghĩ là mẹ cứ cho em nó trọ ở ngoài đi, vừa giúp nó trưởng thành hơn, mà gần trường thì cũng tiện đi lại hơn. Còn đâu tiền thuê nhà trọ thì con sẽ lo. Mẹ, mẹ, tức là mẹ cũng không thuyết phục được cho con ở đây à? Con thích ở trọ đâu, thích ở chung cư cao cấp cơ. Con cứ yên tâm, mẹ sẽ tìm cách tống cái con cóc ghẻ kia ra khỏi nhà mình. Thế là con yên tâm được ở đây rồi. Ê, này, đi qua không chào tôi à? Cường, em láo quá rồi đấy. Em là em, đáng ra em phải chào chị mới đúng chứ. Cô bảo ai nói láo? Cô ấy mới là cái loại vô giáo dục. Mẹ chồng nói một câu thì cái chém chèm chém chèm 10 câu ấy. Chắc là bố mẹ cô ấy không dạy dỗ cô đến đâu đến chốn đâu nhỉ? Thế thì ngày xưa chắc là mẹ cũng không dạy em Cường phép tắc ăn hướng dương, không được vứt vỏ bừa bãi ra ngoài như thế đâu, đúng không ạ? Nết ăn nết uống thể hiện ý thức con người đấy ạ. Này, con trai tôi đó, con như thế nào thì chắc nữa thì cũng hơn cái loại cao điếc như cô. Lấy chồng ấy có mỗi cái việc đơn giản là đẻ cho chồng một đứa con cũng không làm được, lại còn suốt ngày ăn bám nhà chồng nữa. Quê. Mình ơi.
sự đổ lỗi cho em mà. Anh thừa biết tính em như thế nào mà. Anh, rõ ràng em thấy chị ta nhá, đổ gió lên người mẹ nhá. Bây giờ cãi bay cãi biến kìa. Người gì mà nói điều như danh ấy. Thôi được thôi, không cãi nhau nữa. Cái nhà này không yên ổn được một hôm giúp con à? Để con đưa mẹ vào nhà nghỉ ngơi. Lên, em dọn chỗ này đi. Con xin thông báo với cả nhà mình luôn ạ. Từ ngày mai, con sẽ bắt đầu phỏng vấn đi xin việc. Mẹ với cả em Cường ở nhà tự lo cơm nước giúp con. Xin việc á? Em định đi làm trở lại à? Vâng ạ. À, lại bắt đầu rừng mỡ đây mà. Lấy chồng rồi ấy, không ở nhà mà chăm chồng chăm nhà chăm cửa, lại lấy cớ ra ngoài để đi ăn chơi đàn đúng đấy mà. Con ở nhà nội trợ thì mẹ nói con ăn bám chồng, con đi làm thì mẹ lại bảo con đi đúi đồn. Vậy con phải làm như nào mới vừa lòng mẹ đấy ạ? Đúng đấy, tại vì cô không đẻ cho tôi được một đứa cháu, cho nên cô làm cái gì tôi cũng thấy ngứa mắt. Cô thử nhìn lại bản thân cô mà xem, cô về nhà tôi ý, làm dâu có cái gì không? Nhà thì nghèo rất mồng tơi đi, không mang được nổi một đồng về đây để làm của hồi môn. May ấy mà có con trai tôi nó làm ăn được, chứ không thì cô lấy đâu ra mà được ở cái ngôi nhà to như thế này hả? Thôi mẹ ạ, để cho vợ con đi làm đi. Biết là cô ấy muốn thì con sẽ không cả. Cứ đợi đấy, tôi sẽ không để cho chị muốn làm gì thì làm đâu nhé. Sao phòng sữa riêng mà mày nhờ con mua đây này? Mà tự nhiên lại mua này làm gì? Mà mày đi chơi suốt đêm hôm qua bây giờ mới về đấy à? Thế thảo nào anh mày nó cứ bắn cho là đúng. Mà mẹ, con bảo, công nhận trên thành phố nhiều chỗ chơi thật đấy, cái gì cũng có luôn. Nhưng mà mỗi tội thì không có tiền, cho ít tiền đi chơi đi. Tao làm gì có, mày xin anh Thắng mày. Anh ấy mới cho rồi. Mẹ, hai mẹ bảo chị Linh ấy, đưa tiền cho mẹ đi. Con dâu là phải phục tùng nhà chồng chứ. Thôi thôi thôi, thôi. Tao không dây vào cái con đấy, đau đầu lắm. Má, nó đang làm gì trong nhà tắm ấy, để chuẩn bị đi xin việc. Lúc nào nó ra ấy, nhớ gọi mẹ nhá. Cho mày ngã què chân mấy bữa, khỏi xin việc luôn nha. Ôi giời ơi, chỉ là đi phỏng vấn thôi mà có nhất thiết là phải váy váy sơ sơ son son phấn phấn thế kia không? Trông phất kinh lên được ý. Hay là chị muốn đi làm để lấy cớ ngoại tình sau lưng con trai tôi gì? Con không làm gì sai cả, mẹ đừng nói con như thế ạ. Này, tôi cũng nói thẳng luôn nhá. Thôi, chị ly dị đi, buông tha cho con trai tôi đi, để nó kiếm người khác, còn sinh con đẻ cái cho nó nữa. Mẹ thôi đi, con đã biết hết mọi chuyện mẹ làm rồi. Con nói thế là sao? Ngay từ hôm đầu tiên mẹ lên đây, mẹ nói mâm cơm của vợ con làm như là cắm lợn mà. Con đã thấy nghi nghi rồi. Vì vợ con không phải người như thế, nên con đã cố tình thuê người lắp camera trong nhà mình và phát hiện ra mọi chuyện. Con về sớm để đưa mẹ và thằng Cường về quê, mong hai người để cho vợ chồng con được yên ổn và đừng phá hoại hôn nhân của con nữa.
đi con, dậy đi, Cường ơi, Cường, dậy đi con. Bác sĩ nói chấn thương ở đầu khá nặng nên có thể Cường sẽ không trở lại tỉnh táo như người bình thường được nữa. Ăn một miếng đi con. Bạn này, lên xe, tôi đèo bạn đi không gì. Trời ơi, mẹ đã tự tay hại đời con trai của mẹ rồi. Đây có phải là quả báo do những dược độc ác mà mẹ đã gây ra hay không?